hai người mẫu đi ăn tất niên nè, Vi Anh và Chi Anh nè. Tài á. Quá dữ luôn. Hello con. Dạ con ra đây ngồi với em nè. Vô đây ngồi nè. Vô đây ngồi đi ra đi trời mày. Đi vô đây đi. Ờ. Thì Lan ngồi đây được kiếm. Vô ngồi cho nó vui. Mấy nhỏ đứng dậy bà rồi là cái hồi kia vô con. Xin quan chúc. Đó. Qua đây đi, cái lầu qua đây là cái lầu. Giờ sao? Má muốn là ngồi gần má hả? Thôi được mà Lan, kéo kéo rồi Lan. Kéo được mà. Thì ngồi ăn đi chứ xong mau đi. Mời Lam, Lam ngồi được mà. Ngồi đi. Cái này nó ăn xong rồi lên biến túi chứ đâu. Đói bụng quá rồi, đói bụng quá luôn á. Đói bụng quá rồi là bia lại ăn. Là nhỏ nhỏ nha. Hai con heo có bằng là 200 ngàn, quay 2.400, 2.600. Hello hello, đang chơi gì vậy? Sao tại sao tại sao vô đây tại sao đây thằng con ngồi ngoài kia đã vui rồi à à đang vui vẻ ngồi ở kia à. Tạ đã được chưa? Em muốn gì đây? Dạ chưa à. À, coi tỷ phú. Con học ra trường rồi phải không? Dạ chưa, con năm tư. Năm thứ tư rồi? Dạ. Rồi năm nay năm cuối rồi. Dạ đúng rồi. Con với con thỏ. Bà thấy cái gái hôm qua nổi thằng đó.
Cô bà nước kia được rồi, cái vụ đó không? Anh vô đó anh theo nó đứng ngồi ra vậy hả? Ôi, ông cây đụng tôi sai. Bắt tôi lấy tao bỏ ăn tài dài tao cho mẹ nữa. Cho mẹ cho mẹ quên luôn con tao không dám dài nữa. Thằng chị mà bằng bằng. Con mà anh bằng nhớ luôn. Cô Tấn cô ấy bắn này em dặn qua bỏ nói điếc lửa tay không có khó quá cho qua rồi đúng rồi khó quá cho qua không sao đúng rồi như em á nè chính xác là đá vô mà câu ba là 90% còn phạt đền là câu ba là 90% mà phải đá phạt đền nói mới giải trước nhưng mà tại vì mày không coi cái giải này ý em nói gì đó ý em nói là con nhưng mà cái giải này nè giải này mới quan trọng đây giải này nè giải này nè tất cả mọi cái đều em hiểu nhưng mà thôi bỏ qua thôi qua bỏ qua đi qua con kiếm gì cho ông làm mà ông làm này đồ ổng là đâu có đưa đội cho ông làm mấy ông lớn lớn rồi nó đưa ông nghĩ đi đây đó chắc nó gửi tới nó rồi đầu rồi 15 luôn hả đá vô cái gì vậy đá vô cái gì không biết luôn đá giống như hồi năm 18 gì đó thằng Quang Hải đá vô đó đá tiếp đó xin tiếp Thường Châu Thường Châu á qua Trung Quốc á 18 không anh Linh này 18 không cái hoạt đền á là câu ba chứ 100% là 90% á còn mà đá vô rồi mà câu ba là dứt phát là 90% là không quá bây giờ ba chứ không phải mẹ ăn bây giờ giận nó không có lên lớn tiếng người giận dẫn chuyện đó nha. Tao nào giờ không có dẫn chuyện này. Tại vì anh đã vô rồi. Không lại không vô đó. Không vô. Đúng không? Không vô ai. Đó nữa rồi tại sao mà vô? Giờ có mốt nào vô nữa là. Đó các bác. Dạ tức. Nghe nói em. Nó đi luôn. Tâm bằng nhậm nó qua lại nó có giận dữ. Bác mày nhớ không những giận thần gì. Bo. Thôi. Mạnh không đâu, mạnh nhỏ này đi, thằng gì? Không mạnh qua đây đi. Dạ. Thôi qua đây đó, nói rồi. Qua đây đi thử coi, bố. Nhìn viết vô đây nè. Dạ, mời em gửi đây. Đâu có nhiều đâu, có mấy trăm nghìn. Nhưng mà phải rõ ràng.